Đi từ thiện chứ phải đi nhiều chuyện đâu mà giờ này cũng chưa chịu về. Kiểu hôm nay mày mà biết mày la chết. Alo, em biết mấy giờ chưa? Chưa chịu về nữa. Tranh thủ về đi. Trời ơi, em mà không chịu về sớm mẹ mà biết mẹ chửi á. Anh dám dập máy của tôi luôn. Tôi mét mẹ một cái có ai biết ha. Nhã ơi, con về chưa Nhã ơi? Trời, cái miệng nhắc. Mẹ có chuyện này muốn nói với con nè Nhã ơi. Tìm cách giấu rồi. Nhã ơi, trời đất ơi, nhỏ này thiệt á. Mẹ vô đó nha. Ngủ hả con? Trời ơi, sao đèn đuốc gì mà tối thui vậy nè? Mẹ ơi, con ốm, con tắt đèn rồi dễ ngủ. Gì vậy? Sao cái giọng con này ghê vậy? Vâng. Con lạc giọng mà. Ủa rồi thằng Tú nó đâu? Công việc. Tú đi công việc á, giờ này chưa về nữa hả? Trời, cái thằng này quá trời quá đất vậy. Cái thằng này kỳ quá. Để mẹ bật đèn, mẹ coi con sao nha. Mẹ ơi đừng bật. Con ổn mà. Ủa, con bị bệnh gì mà cái giọng con ghê vậy? Con cảm đấy. Thì thôi, đưa mẹ coi con. Thôi, mẹ lây bệnh con bây giờ. Vậy thôi mẹ ra nha. Vâng. Con ở mình được đúng không? Con được mà. Ừ, thì mẹ ra nha. Vâng. Con chào mẹ ạ. Cái gì thế mẹ? Nhã nằm và Nhã đứng. Vậy Nhã nào là dâu của tôi vậy? Thì đương nhiên là con. Sao mẹ hỏi con làm con hoảng hốt? Sao thế mẹ? Đúng rồi. Sao mẹ đây mới là dâu của mẹ. Đây mới là giọng nói của dâu mẹ. Sao mẹ không mở đèn lên cho sáng? Có một đứa con gái giả danh là con nằm trên giường của thằng Tú đi con. Để con mở đèn lên. Mở đèn lên. Đèn đâu rồi? Đứa nào? Cái con lăng loàn nào? Nhẹ tay sao thôi. Sao phải nhẹ mẹ? Cái dạ con gái mà lăng loàn mà lên ngủ ở trên giường của người khác thì... Tại sao lại có thể đến nhà người ta xong mà nằm trên giường chờ đợi như vậy được hả? Đúng rồi. Trời ơi. Đánh cho nó chết đi mẹ ơi. Đánh đi mẹ ơi. Đánh cho nó chết. Đánh cho nó chết. Ây da. Trời đất ơi, Tú hả? Con nè mẹ. Con làm gì vậy? Con làm gì kỳ cục vậy? Sao tự nhiên anh trùm tóc giả của em vào? Trời ơi, anh không làm vậy sao anh giấu cái chuyện cho em? Chuyện gì? Chuyện em đi đó, đi khuya về trễ đó. Em đi làm từ thiện mà. Con đi làm từ thiện mẹ. Tú. Con phải làm tất cả những hành động mà hạ sách như vậy á là bởi vì con muốn bao che cho vợ của con. Ha. Con à Nhã à, cho dù con làm cái gì đi chăng nữa mẹ không cần biết, nhưng mà nửa đêm nửa hôm quá nửa đêm như vậy mà con lang thang ở ngoài đường đâu thì con thấy sao? Con đi làm từ thiện mà hơi xa cho nên về trễ có một tí thôi. Đúng đó mẹ. Cái này là do Nhã nói là Nhã đi làm từ thiện cho nên là con chấp nhận để cho về khuya chút xíu thôi. Chút xíu một tí. Mẹ biết là con đi làm từ thiện là làm những việc tốt, nhưng con phải biết thế nào là gia đình, thế nào là công việc xã hội. Con nên nhớ con là một đứa con gái, con đi ngoài đường ngời ngời như vậy á, trong cái nửa đêm nửa hôm như vậy là mẹ không đồng ý. Tại sao con để tới sáng con hãy về đi? Con về giờ này làm cái gì? Ló nửa đêm như vậy mà con nói là chút xíu là sao? Bố ra! Con cho đi. Mẹ nói cho tụi con biết nha. Bỏ cái kiểu bao che kiểu này đi nghe chưa? Đây là lần cuối cùng mẹ thấy cái cảnh như vậy nghe chưa? Kinh tởm, nói lạc giọng. Trời đất ơi! Lạnh lùng sương rời heo bay, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tim rằng sầu đo đây rằng sầu. Về đây. Ở đi đâu về ạ? Đi đâu mà xách nguyên cái bị về dữ dội vậy con? Hả? Hôm nay đồ đi làm từ thiện chú. Ủa vậy hả? Nhưng mà con có câu hỏi, sao chú lại ở trong quán nhà con? Thì thằng Tú nó đi đâu đó là nó nhờ chú coi chừng quán giùm nè. Anh đi đâu chú? Từ thiện.
nó đi từ thiện. Cái nhà này ngộ lắm nha, ai cũng từ thiện hết á. Má mày cũng làm từ thiện, ba mày cũng làm từ thiện, mày là chồng mày làm từ thiện. Coi như là mai mốt chú sẽ nói phong cho cái gia đình này là thánh từ thiện. Danh hiệu ấy đã thánh từ thiện. Yeah. Anh mới đi đâu về đấy? Anh đi chút chuyện, anh làm từ thiện. Mà sao hôm nay em về sớm vậy? Em xin đồ xong rồi, mà anh đi từ thiện ở đâu? Mình làm chuyện tốt, rêu rao làm gì? Em đừng có hỏi. Nhưng mà anh đi làm từ thiện ở đâu? Chuyện là vậy nè, Tuyết nó mới bị người yêu đá. Nó đau buồn, nó đau khổ dữ lắm. Đau khổ tới nỗi mà em biết không, nó bị bệnh trầm cảm luôn. Giống như một người mất hồn vậy. Đôi khi nói, không thấy một cái dấu hiệu nào trả lời. Nhưng mà em nghĩ đi, bây giờ Tuyết ít gì cũng là người mà anh biết. Mà anh đã là người quen thì mình phải đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình hơn nữa đúng không? Giúp đi con. Đó, nhờ giúp, con nói thiệt chú. Nhờ có vòng tay của con nha, mà Tuyết là qua được cơn hoạn nạn rồi đó. Nhờ mày dang rộng vòng tay ôm ấp, 9 tháng 10 ngày nó đẻ cho mày đứa con. Rồi bây giờ tôi đã nhớ chính xác con Tuyết. Cái con Bùi Thị Bành Tuyết đấy. Cái con đấy là người yêu cũ của anh. Thế mà bây giờ anh đến anh dang rộng vòng tay anh ôm nó. Thế là anh lấy cái loại gì? À cái đồ con cá, hay cái đồ con khỉ, hay cái đồ con bò. Stop con. Hai đứa gây lộn tiếp đi. Trả quán lại nha. Gây lớn lên. Bây giờ anh nói đi, sao anh lại dám từ thiện với người yêu cũ của anh? Từ em mắc cười quá. Thì em có khả năng, em làm từ thiện lớn, em giúp đỡ mọi người. Còn anh khả năng anh có hạn, thì anh chỉ giúp một người. Vậy là quá từ thiện rồi, vậy đi. Nhẹ nhàng hơn chút, nhẹ nhàng hơn chút. Đó. Chưa được. Ôi, công nhận á. Mày giả gái giống bị hương á. Mà thiệt nha. Nó nghe nè. Gì? Ráng giúp tao vụ này đi. Chồng nhậu tao bao. Được chưa? Ok. Vậy là coi như chiều nay là xong á. Tao với mày đi ăn cái gì? Lẩu vịt Sabo nha. Ê, vợ tao về. Vô. Anh Tú à, anh Tú đừng có buồn nha. Anh Tú mà không có chị Nhã nhà thì đã có Tân đây, đã có Hân đây. Hân sẽ hân hoan hồi hộp, hớn hởi cùng với Tú hấp hôn. Xong rồi chúng ta hãy cùng nhau đi xem phim nè, ăn bánh tráng trộn nè, rồi ăn xôi lắc, rồi chúng ta cùng lắc. Bây giờ tôi cho hung hăng rồi cho hấp hối luôn nhé. Nghe chưa? Làm gì vậy? Đây là một sự cảnh cáo có văn hóa. Tức quá. Tức cái gì? Anh nhá, anh là cái loại khốn nạn lợi dụng lúc tôi đi từ thiện, anh mèo mỡ với cái con xanh lè xanh lét kia. Ê, chị đi từ thiện hả? Em cũng đi từ thiện nè. Chồng của chị nè, không có ai an ủi, anh cô đơn thì em đây, em nhào vô, em chăm sóc cho ảnh, em muốn làm từ thiện cho chồng chị vậy. Chồng má ơi, cái gì vậy? Tôi tự nhiên động chạm tay vậy hả? Ôi tôi tưởng hóa ra là cái thể loại này à? Tôi cứ tưởng là anh mèo mỡ với con nào mà nó hơn tôi. Thì tôi còn cảm thấy đau đớn trong hạnh phúc. Bây giờ hóa ra anh đi lăng nhăng với một cái dạng và một cái thể loại. Nó chả ra một cái thể loại gì cả. Anh thử lại nào, đây có giống tôi không? Không. Có giống anh không? Không. Anh thử chưa? Chưa có được thử. Nhưng mà nó nói như vậy là không phải đàn bà hả? Đàn bà nhưng mà... Vợ ơi! Anh bị lừa, anh bị người ta lừa. Trời, không có. Tú ơi, Tú đừng có phủ phàng như vậy. Rồi đi ra đi. Đằng ấy hãy đi nhậu đi. Tôi không cần cô nữa. Thế cuối cùng là thế nào? Vợ thấy không? Mà anh lăng nhăng. Không, anh không có lăng nhăng. Anh bị người ta lừa. Chẳng qua là em cứ bỏ anh đi từ thiện suốt ngày. Anh cảm thấy anh bị cô độc, bị tổn thương trong lòng, cho nên anh mới bị người ta lừa. Anh còn, trời ơi, trên nó còn vuốt ve, nó còn sờ soạn, nó còn hôn anh nữa kìa. Em á đó, đi từ thiện luôn đi.
nó sờ vào chỗ nào của anh nữa. Sao tùm lum mà ra mà nhớ? Em lau cho. Em làm gì có thời gian, em đoạt đi từ thiện không à? Đâu em có nhiều thời gian đâu, giờ em lau. Không, em hãy dành thời gian của em để đi từ thiện, giúp ích cho đời đi chứ đừng thôi, giúp anh. Thôi 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 thương, bây giờ em hiểu vấn đề rồi. Em hứa, em hứa, em không đi làm từ thiện ở ngoài nữa. Em chỉ về nhà làm từ thiện cho một mình anh thôi là đủ rồi nhá. Bao nhiêu tổn thương cũng trôi qua. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao đúng điều. Đúng không? Mẹ không muốn làm lớn như này lớn, cho nên mẹ khó được. Mẹ cũng từng mẹ phải ăn để mặc cả. Đào thiên cha sẽ con mình hoàn thành. Nhưng mà sao vậy? Con người sao? Tình yêu của anh em chúng ta cũng thấy nhớ ra đi chung. Mẹ làm gì cũng không thể chấp nhận được. Con bình tĩnh nghe mẹ. Mãi mãi là tôi nhớ. Chú giận anh xin lỗi mình. Anh hứa từ đây về sau anh sẽ không bao giờ làm những cái chuyện mà giờ không thích nữa. Xin lỗi anh. Xin lỗi.